Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin nên mở hết các góc khuất của lịch sử để cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc không bị lãng quên. Ngày 27 tháng 7, AFP tiếng Việt có bài Thương binh liệt sĩ cựu binh Việt Nam trong cuộc chiến chống Trung Quốc có bị lãng quên. AFP dẫn lời chia sẻ của blogger nhà báo tự do và cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc ông Ngô Nhật Đăng cho rằng ngày 27 tháng 7 ngày Thương binh liệt sĩ năm nay. Truyền thông nhà nước có nhiều điểm nhấn đặc biệt vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và dường như thiếu vắng việc nhắc đến cuộc chiến tranh chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc hình ảnh bài trên AFA. Ông đang nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc kháng chiến chống Trung Quốc, tại sao nhà nước lại chọn nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ dù nó đã qua hơn 50 năm rồi thì tại sao chiến tranh chống Trung Quốc lại không được nhắc đến? là người trong cuộc tham gia cuộc chiến biên giới năm 1979. Vào lúc căng thẳng nhất, ngày 17 tháng 2, nhà báo Ngô Nhật Đăng kể cho đến tận 4 năm sau, năm 1983, khi ông ra quân ở tuyến Cao Bằng, thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và vẫn đang căng thẳng ở vùng Vị Xuyên, tức vùng Hà Giang. Nhà báo Ngô Nhật Đăng có cho biết, tôi cũng đến thăm những người cựu chiến binh, những người bị sang chấn chiến tranh, họ cũng đều đưa ra một thắc mắc rằng tại sao những người chiến sĩ tham gia chiến tranh biên giới chống trung quốc không hề có một sự tác động gây chú ý nào của xã hội về mặt công khai thắc mắc ấy là một vấn đề đáng tìm hiểu chúng tôi lúc ấy cầm súng lên đường cũng chỉ vì trách nhiệm công dân và tất cả ai cũng nghĩ về tổ quốc và khi trở về chúng tôi lại trở về với cuộc sống bình thường nhưng mỗi khi gặp các đồng đội các thương binh những người đã tham gia cuộc chiến khốc liệt hầu như có những người bị sang chấn tinh thần có những người bạn mà khi tôi gặp cứ nhắc đến thời đó thì họ lại khóc tôi có một người bạn là bác sĩ quân y anh ấy tự bỏ tiền tự làm các việc khác để làm chương trình điều trị cho một số các chiến binh của trận vị xuyên thế thì tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cần đặt ra để chúng ta tìm hiểu xem xét lại tôi nghĩ đây có nhiều điều tế nhị nhưng dù sao nói gì thì nói tôi nghĩ rằng điều tập trung cho sức mạnh của dân tộc lớn nhất lúc này tức là lòng yêu nước là phải chỉ ra được nguy cơ lớn nhất của nước ta bây giờ là từ phương bắc là trung quốc chứ không phải một nơi xa xôi nào đó thí dụ như nước mỹ hoặc các thế lực thù địch nước ngoài nào tôi cho chuyện đó là rất trẻ con và chúng ta phải nhìn thấy trên thực tế từ biển đông từ biên giới sự lũng đoạn của trung quốc những kế hoạch vành đai con đường những đất cho Trung Quốc thuê tràn lan trên đất nước Việt Nam đấy mới là nguy cơ trước mắt và nguy cơ lâu dài. Hình ảnh một bài báo hiếm hoi trên báo nhà nước đề cập đến cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979. Ông đăng cho biết thêm bản thân tôi và một số đồng đội của tôi cùng nhập ngũ hầu như chúng tôi không được công nhận cũng không có chế độ ngoài bình thường nào như thời bình. Thí dụ phục viên về được đi xin việc làm nhưng những chế độ đãi ngộ không có trước đó khi đang chiến tranh cũng có những người thí dụ được tặng huân chương được báo chí nói tới nhưng về sau tự nhiên không ông cũng có những cựu đồng đội đều có chung băn khoăn tức là dù sao cũng cần có được sự công nhận của xã hội về những người thanh niên thời ấy đã tham gia nghĩa vụ công dân của mình là một việc rất thiêng liêng rõ ràng đó không phải là tranh cãi về mục đích ví dụ như cuộc mà một bên vẫn gọi là cuộc kháng chiến chống mỹ một bên thì gọi khác mà vẫn có sự tranh luận nhưng về cuộc chiến tranh biên giới thì tất cả mọi người đều thống nhất đó là cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc chúng tôi cũng chỉ muốn là một lúc nào đó xã hội sẽ đặt lại vấn đề ấy nên chăng chúng ta mở hết gốc khuất của lịch sử đó và đặt lên bàn để cùng dập tắt những dư luận nói rằng có những gì mà con người hay gọi là thỏa thuận dưới gầm bàn chẳng hạn mà gây ra những luồng dư luận trái ngược nhau tại sao những hiệp ước về biên giới về Biển Đông rồi ngày xưa là phân chia vịnh Bắc Bộ những biên giới trên đất liền tại sao chúng ta lại mất như thế tại sao chúng ta mất thác bản dốc tại sao chúng ta lại mất một Nam Quan liệu có những thỏa thuận ngầm nào mà nhân dân không được biết hay không tại vì từ thời xưa thời ông bà cha ông ta lúc nào cũng nói bảo vệ từng tất đất của tổ quốc cơ mà khi cần là chúng tôi lên đường, các sinh viên đang học cũng xếp bút nghiêng lên đường ngay và tự nhiên để hy sinh sương máu. Tất cả những chuyện ấy mà lại có mất mát như thế thì tất nhiên những người lính, đầu tiên là những người lính rồi nhân dân cũng thắc mắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin nên mở hết các góc khuất của lịch sử để cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc không bị lãng quên ăn trên nỗi đau và sự sợ hãi của đồng bào. Ngày 26 tháng 7 trên trang Facebook cá nhân của thầy giáo tiến sĩ Chu Mộng Long có bài Một nhà sáu miệng ăn. Tác giả nhận xét chính sách một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân trong quan hệ hành chính của nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự nó biến hóa thành sáu cửa trong vụ chuyến bay giải cứu. Cụ thể, số cửa và đối tượng tham nhũng bị đưa ra tòa Thứ nhất, văn phòng chính phủ 4 người, thứ hai, Bộ Y tế 2 người, thứ ba, Bộ Ngoại giao 5 người, thứ tư, Bộ Giao thông Vận tải 2 người, thứ năm, Bộ Công an 4 người. Riêng Bộ Quốc phòng được tách hồ sơ xử lý riêng. Tác giả cho rằng nguyên nhân sâu xa của vụ án là sự kiến tạo 5 6 cái cửa thành 5 6 cái miệng đớp và táp. Hình ảnh status của thầy giáo Chu Mộng Long theo tác giả sáu cái cửa này cứ như nhà đông con với sáu miệng ăn số cán bộ cao cấp khi ấy bị kêu án đã lộ ra ông bà nào cũng đang sở hữu hàng trăm tỷ bằng chứng là khắc phục hậu quả rất nhanh để giảm án lại còn xin giữ lại hàng chục tỷ cho con cháu tức là không đói nhưng vẫn đớp và táp trên nỗi đau và sự sợ hãi của đồng bào theo dõi phiên tòa tác giả tin những lời khai của doanh nghiệp là chân thật cũng nhờ đó cơ quan điều tra mới tóm được đám cẩu quan nhân cơ hội đớp và táp xương máu đồng bào tác giả hỏi tòa xử vụ này cho ai cho quyền lợi của công dân hay cho đám cẩu quan trong hệ thống quan quyền của họ khi tòa tạo điều kiện cho đám cẩu quan ngã giá nộp tiền khắc phục hậu quả và viện kiểm sát đề nghị giảm án xuống mức thấp nhiều lần so với công dân đói bắt trộm gà trong khi lẽ ra tác giả nêu quan điểm tòa phải giảm án tội đưa hối lộ của doanh nghiệp mới phải đạo. Trong tình thế bị bắt chẹt như vậy, dễ hình dung doanh nghiệp không bị đi tù vì tội đưa hối lộ thì cũng phá sản và tán gia bại sản. Tác giả đánh giá, quan chức nhận hối lộ là do lỗi đưa hối lộ của doanh nghiệp là lối nói hồ đồ của đứa vô học. Không nói ra ai cũng biết, Doanh nghiệp ở đất nước này làm ăn chân chính, không hối lộ, bôi trơn qua các cửa đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Đó cũng là nguyên nhân chính cho mọi sản phẩm xuất nhập đều đổi giá trên trời và thị trường trở nên bất ổn. Hình ảnh dơ cao đánh khẽ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho hàng loạt bị cáo. Tác giả mỉa mai, nếu Max còn sống, chắc chắn ông phải chỉnh sửa công thức định giá hàng hóa bằng vốn đầu tư nguyên liệu cộng sức lao động cộng vận chuyển cộng tiền hối lộ cộng lợi nhuận trong đó tiền hối lộ tính bằng phần trăm tổng giá thành và quyết định sự sống chết của doanh nghiệp lẽ ra trong điều kiện phòng chống dịch chỉ cần mỗi bộ y tế kiểm soát dịch bệnh là đủ mọi rào cản phải được dỡ bỏ trong khi người đứng đầu lại kiến tạo năm sáu cửa để thi hành công vụ đặc biệt chẳng phải phân phát quyền bắt chẹt quyền ăn chặn cho đám cẩu quan tay chân của mình hay sao theo tác giả buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bằng cách từ chức chưa phải là xử lý nghiêm túc với trách nhiệm của người đứng đầu bắt họ phải cùng khắc phục hậu quả và chịu án phạt nào đó mới công bằng và nghiêm minh cẩu quan ranh ma lắm họ biết ở tù vài ba năm mà gia sản sau khi nộp khắc phục hậu quả vẫn còn hàng chục tỷ thì chúng sẵn sàng đi tù có nghề buôn bán nào lãi bằng nghề đi tù không chừng trong và sau khi ra tù chúng còn nói theo giọng của chí phèo ở tù sướng quá tác giả cho rằng công dân bất lực thì có quyền nguyền rủa ngoài án tù thì còn một tòa án nữa là tòa án lương tâm 40.000 oan hồn chết cô đơn nơi hải ngoại và các khu trại cách ly sẽ báo oán từ kiếp này đến kiếp khác báo án đến cả những kẻ đang còn vận đỏ khi cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để tóm và ném ra trước vành móng ngựa các quan tòa và các phạm nhân nên nhớ điều này tòa án tuyên càng nặng tội nhân càng được chuộc tội và được tha thứ tuyên càng nhẹ tội nhân càng bị ô nhục và bị nguyền rủa muôn đời người đời nguyền rủa cả phạm nhân con cháu phạm nhân lẫn quan tòa đấy Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Ăn trên nỗi đau và sự sợ hãi của đồng bào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê